Hello, xin chào tất cả anh em đầu năm mới. Clip này là clip đầu năm mới em quay lại nha anh em ha. Thì cũng đã vào việc rồi anh em. Chơi mấy mùng vậy là cũng đã đủ rồi. Nên bắt đầu tiếp tục với công việc ha. Cũng bung ra để mà gửi cho anh em những cái đơn hàng, là những cái đơn hàng mà anh em đã đặt trong Tết. Và hiện tại là sẽ đóng hàng em gửi cho anh em ha. Lập gấu tròn thì em gửi hầu như là đã hết rồi, hết đơn lập gấu tròn rồi. Giờ nó còn những cái sản phẩm là hàng VIP thôi. Hàng này là hàng đang mắc cáo chống bìm bịp, móc ti đồng nha anh em ha. Móc ti đồng, nhưng mà cái lòng khi mà em sơn lại á thì em sẽ sơn luôn cho nó khỏi sáng nha. Tại vì phía dưới này nó sẽ bằng đồng, tên là vẽ inox đó. Em anh em coi những cái lòng mà em chưa sơn này, thấy không đó, chưa sơn là nó sáng lắm. Đây móc luôn, em quay cho anh em dễ hình dung để anh em nói sao móc ti đồng mà sao nhìn nó đen thui nữa. Tại vì em đã sơn rồi, sơn ngụy trang, tại vì cũng chim cu quý nó cần cái độ ngụy trang rất là cao nên buộc phải sơn lại đó. Này anh em thấy không, móc rất đẹp nha đó. Hồ băng rất đẹp, còn quay cận cảnh cho anh em xem luôn là cái lỗ của nó này, lỗ thì rất là nhỏ, chống bìm bịp. Dây này dây inox nha anh em, inox không rỉ ha đó, nó có một lỗ thôi, bìm bịp bao chụp luôn, chụp không bao giờ mà ảnh hưởng đến con chim mồi của anh em được nha. Đây thì em còn gắn cầu tử nữa, nhưng mà chưa gắn cầu tử. Đóng hàng một cái kia là gửi cho anh em rồi. Giờ tiếp cái này xong thì tiếp tục làm hai cái kia nữa ha. Thì anh em nào có nhu cầu đặt những cái sản phẩm này về chơi để mình chống bìm bịp, mình chống con bìm bịp, chụp con cu mồi của mình thì liên hệ em nha. Hàng này nó rất là hiếm anh em ha. Hiện tại còn khoảng cái hai cái nữa là hết rồi, không có còn nữa nha. Thì làm rất là lâu, mẫu này làm lâu lắm, cho nên anh em mà thấy được thì mua liền, gọi cho em liền thì nó sẽ còn. Đó, sản phẩm này sẽ kèm cho anh em một cái áo lòng. Áo lòng thì có ba lô luôn ha. Áo lòng thì cái sản phẩm này thì không có ba lô. Đây, loại này thì không có ba lô. Đây là tầm thôi. Còn cái loại này thì có ba lô. Đó. Hàng này thì em sẽ gửi kèm theo cho hàng VIP thôi. Hàng ba lô này, hàng cái kia này nó sẽ mắc tiền hơn. Đó. Anh em đặt cái lập gáo mắc cá móc đi đồng thì em mới gửi có ba lô mà nó rất là dày. Đó, áo rất là đẹp. Còn cái lụp gáo thường, lụp gáo tròn ạ, thì em sẽ tặng cho anh em là cái áo tầm thôi nha, không có ba lô ha. Rồi, em xin cảm ơn em rất là nhiều ạ. Nếu anh em nào có cái nhu cầu đặt hàng thì hãy gọi vào số điện thoại của em hoặc kết bạn qua Zalo để em tư vấn. Số điện thoại của em là 0376975766. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều nha. Đầu năm mới cũng chúc anh em dồi dào sức khỏe, làm ăn này lúc nào cũng thành công. Bye bye anh em ha.